mình đã sống thế nào khi thương tật hơn 70%. Năm 3 tuổi, mình cũng là một đứa trẻ nhỏ như bao người, ham chơi và nghịch ngợm. Rồi bỗng một ngày, anh họ cầm quả bóng bay, khoe với cả đám. Quả bóng bay hình con gấu, đẹp và to. Mình thực sự xem nó như là một gia tài. Mình xin anh ấy, cho em sờ một tí. Anh ấy bảo, tự về bảo mẹ mày mà mua. Lúc ấy mình chiến lắm, cứ tưởng băng qua đường là sẽ có trong tay thứ mình ao ước. Nào ngờ một chiếc xe công nông lao đến, chiếc xe thắng không kịp, mình bị kéo lê cho một đoạn rất xa. Lúc ấy thì không đau, nhưng có một cảm giác mơ hồ lắm. Trước mắt thì trắng xóa mọi thứ. Mặc dù không nhận thức được xung quanh, mình vẫn thấy mẹ lao ra, tay chúi đến đón mình. Thiêu rồi, cán qua chân thế này làm sao sống nổi. Đừng để mẹ nó lại gần, không là không qua khỏi đâu. Ai đó gọi cấp cứu đi. Những câu nói ấy cứ mơ hồ vang lên. Không ai nghĩ mình có thể sống sót. Khi ấy mọi người đã tiên liệu trường hợp xấu nhất. Mình hôn mê, được chuyển từ bệnh viện tỉnh lên bệnh viện Hà Nội. Sau một tuần tình hình chuyển biến tốt hơn, mình tỉnh lại. Nhưng lúc này mình chưa hề biết sẽ vĩnh viễn không tự đứng được trên đôi chân của mình về sau. Mình đã sống thế nào khi thương tật hơn 70%? Cho bạn nào chưa xem phần 1 thì đây là câu chuyện của mình. Năm 3 tuổi, mình băng qua đường để đòi mẹ mua một quả bóng bay. Không may, mình bị một chiếc xe công nông tông và kéo lê. Mình hôn mê hơn một tuần và bằng một cách nào đó, mình thực sự đã tỉnh dậy. Thời gian tiếp theo, mình không biết thực sự bệnh tình bản thân như thế nào. Trong một lần khi nằm nhắm mắt vì đau, lúc này mình chưa ngủ được, bác sĩ có đến và hỏi thăm về tình hình của mình. Ông thông báo mình bị tổn thương hơn 70%, cụ thể là chết tủy sống, tổn thương phổi và rất nhiều di chứng khác. Mẹ mình khóc, bố mình khóc, nhưng mình không dám khóc. Kể từ đó, mình bắt đầu ý thức được tình hình tệ hơn mình nghĩ. Mình phải đối mặt với không biết bao nhiêu ca phẫu thuật. Sau mỗi ca mổ, bác sĩ đều sờ sờ cái chân bé nhỏ của mình, hỏi, hôm nay con có đau không? Mình đau, rất đau, nhưng chưa bao giờ mình dám nói thật. Con từ nhỏ không biết đau, bác sĩ cứ phẫu thuật cho con đi. Con chịu đau được, bác sĩ cứ mổ cứu con với. Phẫu thuật liên tục cũng được, nối ống thở vào người cũng được. Đối với mình lúc này, được sống là điều hạnh phúc nhất. Thực sự đã đến lúc phải bán nhà, mẹ nói với bố như thế. Sau rất nhiều lần phẫu thuật, thì cuối cùng cái điều mà mình không mong muốn đã xảy ra. Trước khi gặp tai nạn, kinh tế gia đình mình rất ổn. Lúc ấy, bố mẹ mình sở hữu một xưởng kẹo. Nhà mình có tới hàng trăm nhân viên. Khi mọi người ở trong vùng đều ở nhà tranh, thì nhà mình đã xây nhà gạch và mua được chiếc tivi đầu tiên. Khi biến cố xảy ra, bố mẹ mình thay phiên nhau. Người thì ở bệnh viện, người thì gánh vác kinh tế ở quê. Chất lượng bánh kẹo cũng vì thế mà đi xuống. Các đại lý thi nhau trả hàng và khiếu nại. Gia đình mình thực sự đã phá sản. Để chi trả viện phí, bố mẹ đã phải bán nhà, bán xe. Lúc ấy, mình nghĩ bản thân mình là sao chổi. Mình tự hỏi, nếu ngày ấy mình không còn trên cõi đời này nữa, liệu bố mẹ có đỡ gánh nặng không? Đến nay, gần 30 năm sống và trải nghiệm, mình nhận ra rằng bố mẹ yêu thương chúng ta vì chúng ta, không phải vì thông minh, chăm chỉ hay tốt bụng. Họ yêu cả đôi chân không thể đứng lên và di chuyển. Họ yêu những đôi mắt sinh ra không để nhìn. Họ yêu cả những điều không lành lặn. Và chúng ta cũng vậy, nên học cách chấp nhận và yêu những khiếm khuyết của mình. Chân mình đang teo dần theo thời gian, không sao. Cậu đang thất nghiệp, không sao. Cậu đang gánh trên vai áp lực thi cử, không sao. Chỉ cần vẫn được sống, chúng ta sẽ tìm được hướng đi. Dù bất kể chuyện gì xảy ra, xin đừng rời xa thế giới này. Mình đã nghĩ đến chuyện chưa? Có, rất nhiều là đằng khác. Vào lúc bạn bè được cấp sách tới trường, mình chỉ có thể theo mẹ lê lết dưới gánh hàng rong, mong mỏi mọi người mua giúp để được đi học, được khám chữa đôi chân. Vào lúc ra chơi, bạn bè ùa ra sân chơi kéo co, mình chỉ biết ngồi chơi trọ giữa lớp học, nhìn qua khung cửa sổ, thèm khát được cái cảm giác được đứng, được chạy, được chơi, nhưng chưa một lần dám nói ra. Mình vật lộn ôn thi đại học trong bệnh viện, cái nắng khắc nghiệt của Thanh Hóa như bóp mình, một người không tự toát được mồ hôi. Lớn lên, vào giây phút được nhận học bổng đi du học Nhật, mình buộc phải từ bỏ vì không thể tự trang trải cuộc sống nơi đất khách. Những giây phút tưởng là đường cùng, mình không muốn chấp nhận sự thật, mình cũng không tìm được bất cứ niềm tin nào để bấu víu. Nhưng mình không tìm được, đúng hơn là mình không dám đối mặt với, bởi vì mình sợ mẹ hỏi bố trong vô thức, tuần này con không về à? Mình sợ những đứa cháu nó vẫn chờ cậu sang chơi đuổi bắt. Mình sợ bố mẹ không thể nào quên những đứa con ích kỷ, không cho họ cơ hội được thấy nó trưởng thành và hạnh phúc. Mình không biết các bạn đang phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì, nhưng thực tâm mình vẫn mong các bạn hiểu rằng ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới.
điều quan trọng phải đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.